Bà và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn Channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Hội đồng y tế quốc gia của Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên chụp nhũ ảnh để truy tìm ung thư từ tuổi 40. Tính tặc người Anh, người chiếm tài khoản Twitter của Tổng thống Joe Biden nhận tội tại tòa án ở Mỹ California, cảnh sát kẹp cổ làm thiệt mạng người dân, tiểu bang bồi thường 24 triệu đô la Tính từ Michigan, Nguyễn Cường Phi bị bắt vì dùng dao đâm vợ bị thương rồi tấn công cảnh sát Tác giả cuốn sách về nỗi đau sau khi chồng mất, bị bắt vì tội giết chồng FBI bao vây nhà cựu ký giả Tim Burke, tịch thu nhiều máy móc và máy truyền thông các nhân viên chính phủ kiện Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Ngân khố Yellen để gây áp lực bỏ qua mức nợ công. Một số lượng lớn người di cư xếp hàng ở Texas trước khi Title 42 hết hiệu lực. Cựu phó tổng thống Mike Pence nói rằng dân Mỹ chỉ lo kinh tế, không bận tâm đến chuyện cựu tổng thống Donald Trump và bà Jean Carroll. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết bà hoàn toàn ủng hộ chồng mình tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tucker Carlson gỡ một bức thư cho Fox News đe dọa sẽ kiện. Hãng phim Paramount Picture sa thải 25% nhân viên. FBI đã vô hiệu hóa mã độc của Nga chuyên ăn trộm tài liệu mật của NATO và các quốc gia khác. Chính phủ Úc khuyến cáo nên diệt bớt kangaroo nếu không muốn chúng chết đói. Nga sắp rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí ở châu Âu. Mỹ loại bỏ kỹ thuật nhạy cảm khỏi xe tăng Abrams để gửi Ukraine. Áo cấm các công chức cài TikTok trên các điện thoại làm việc. Tin Việt Nam, vụ gì ghẻ đánh chết con chồng 8 tuổi, người cha thoát tội giết con. Tòa án ấn định lịch xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trong tháng 6. Thưa quý vị, tên đầu tiên của chuyện ngày hôm nay, Hội đồng Y tế Quốc gia của Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên chụp nhũ ảnh để truy tìm ung thư từ tuổi 40. Theo dự thảo khuyến nghị mới từ một hội đồng y tế quốc gia USPSTF phụ nữ nên bắt đầu chụp nhũ ảnh ở tuổi 40 thay vì 50. Bắt đầu truy tìm breast cancer sớm hơn 10 năm có thể cứu sống hàng ngàn người mỗi năm, trang Washington Post đã đưa tin. Dự thảo khuyến nghị do Hội đồng Y tế Quốc gia ban hành vào ngày thứ Ba nêu rõ rằng phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 74 nên chụp quan tuyến 2 năm một lần. Khuyến nghị được áp dụng cho phụ nữ chuyển giới và phụ nữ đã qua sinh nở. Khuyến nghị là một thay đổi so với các khuyến nghị hiện tại. Hiện khuyên phụ nữ từ 50 tuổi nên chụp quan tuyến mỗi 2 năm một lần. Ngày càng nhiều phụ nữ bị breast cancer ở độ tuổi 40. John Wong là bác sĩ nội khoa và là giáo sư y khoa tại Tufts University School of Medicine, cũng là một người nằm trong USPSTF cho biết số lượng phụ nữ bị mắc breast cancer mới tăng khoảng 2% mỗi năm. Cho nên nếu bắt đầu truy tìm ung thư sớm hơn, các bác sĩ có thể phát hiện bệnh sớm và cứu được nhiều người hơn. Breast cancer là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Hoa Kỳ, ngoài ung thư da là nguyên nhân thứ hai gây tử vong liên quan đến các bệnh ung thư của phụ nữ. Theo dữ liệu từ American Cancer Society, phụ nữ gốc da đen có nguy cơ mắc breast cancer trước 40 tuổi cao hơn phụ nữ gốc da trắng và nguy cơ phát triển thành dạng ác tính TNBC cũng cao hơn. Theo dữ liệu thì mỗi năm có hơn 43.000 phụ nữ đã thiệt mạng vì breast cancer tại Hoa Kỳ. Chụp mammogram hay chụp nhũ ảnh được coi là tiêu chuẩn vàng để truy tìm breast cancer. Đây là phương pháp chụp X quang được sử dụng để sàng lọc các dấu hiệu của breast cancer và giúp chẩn đoán khi bác sĩ khám thấy các khối u ở ngực. American Cancer Society cho biết tất cả phụ nữ nên bắt đầu chụp nhũ ảnh hàng năm từ tuổi 45, nhưng một số phụ nữ có nguy cơ cao hơn nên bắt đầu kiểm tra ở độ tuổi 40. Khuyến nghị đưa ra để áp dụng cho những phụ nữ có nguy cơ breast cancer trung bình chứ không phải những người có nguy cơ rất cao do một số yếu tố di truyền hoặc các yếu tố khác. Khuyến nghị này được mở ra để công chúng bình luận cho đến hết ngày 5 tháng 6. Các tổ chức chuyên nghiệp, bác sĩ và tư nhân có thể truy cập vào trang web của USPSTF để bình luận. Sau khi khuyến nghị được hoàn tất, sẽ được xuất bản trên JAMA tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Tính tặc người Anh, người chiếm tài khoản Twitter của Tổng thống Joe Biden, nhận tội tại tòa án ở Mỹ. Ngoài Tổng thống Joe Biden, bị cáo cũng chiếm tài khoản Twitter của nhiều người nổi tiếng khác rồi kêu gọi quyên góp Bitcoin. Joseph James O'Connor, một công dân Anh, đã nhận tội tấn công và chiếm hơn 130 tài khoản Twitter trong phiên tòa tại New York vào ngày 9 tháng 5. O'Connor bị bắt và dẫn độ từ Tây Ban Nha qua Mỹ vào ngày 26 tháng 4. Theo cáo trạng, O'Connor đã tham gia nhiều hoạt động tội phạm mạng, trong đó có chiếm tài khoản mạng xã hội của người khác, tống tiền trực tuyến. Tổng thống Joe Biden cũng từng là nạn nhân bị mất tạm thời tài khoản Twitter, vụ việc xảy ra hồi tháng 7 năm 2020 khi ông Biden còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, người hiện là ông chủ Twitter, cũng nằm trong số các nạn nhân. Tài khoản của cựu tổng thống Barack Obama và một số chính trị gia nước ngoài cũng đã bị chiếm giữ. Tin tặc này cũng nhắm tới một số ngôi sao truyền hình thực tế như là Kim Kardashian, tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett và nhiều người nổi tiếng khác. Những tài khoản chiếm được hoặc O'Connor bán cho những người khác hoặc dùng để lừa đảo. Nhiều người theo dõi các tài khoản trên đã bất ngờ khi thấy các bài viết kêu gọi đầu tư Bitcoin với dòng cam kết một đồng đi hai đồng lại. Twitter đã vô hiệu hóa tính năng đăng bài của những tài khoản bị chiếm không lâu sau đó. Theo Bộ Tư pháp của Mỹ, nhóm của O'Connor cũng đã chiếm các tài khoản TikTok, Snapchat vào năm 2019, sử dụng một kỹ thuật được gọi là hoán đổi thẻ SIM. Nhóm này đã xâm nhập thành công hai tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi nạn nhân bị yêu cầu gửi các hình ảnh riêng tư nếu muốn chuộc lại tài khoản. Và cũng nhờ kỹ thuật này, Okano đã ăn cắp số tiền ảo trị giá 794.000 đô la từ một công ty ở Hoa Kỳ. California, cảnh sát kẹp cổ làm thiệt mạng người dân, tiểu bang bồi thường 24 triệu đô la. Các luật sư cho biết vào ngày thứ Ba rằng California sẽ trả một khoản dàn xếp dân quyền trị giá 24 triệu đô la cho gia đình của một người đàn ông đã thiệt mạng trong khi bị cảnh sát giam giữ. Sau khi hét lớn rằng tôi không thở được, lúc đó có nhiều cảnh sát đã khống chế anh ta để cố gắng lấy mẫu máu. Nhóm 7 cảnh sát tuần tra xa lộ California và một y tá đã bị buộc tội ngộ sát vào đầu năm 2023, liên quan đến cái chết năm 2020 của Edward Bronstein, 38 tuổi. Annie Deladonna và Eric Dobin, luật sư của các con nhỏ của Bronstein cho biết đây là vụ dàn xếp dân quyền lớn nhất thuộc loại này ở tiểu bang California và lớn thứ hai trên toàn quốc gia kể từ khi thành phố Minneapolis đã trả 27 triệu đô la trong vụ của George Floyd. Các luật sư đã lên lịch một cuộc họp báo tại Los Angeles vào ngày thứ Tư để cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tính từ Michigan, Nguyễn Cường Phi bị bắt vì dùng dao đâm vợ bị thương rồi tấn công cảnh sát. Nguyễn Cường Phi đang bị giam ở quận Isabella, Michigan sau khi bị truy tố tội tấn công cảnh sát vào ngày Chủ nhật và thú nhận rằng đã giết vợ mình, nhưng cô vẫn còn sống và chỉ bị thương. Công tố của Isabella vào ngày thứ ba đã truy tố Nguyễn Cường Phi, 48 tuổi, ở Chippewa Township với tội hành hung trọng tội, với hình phạt tối đa là 4 năm, 3 tội hành hung, chống cự, cản trở cảnh sát, một trọng tội 2 năm và bạo lực gia đình trầm trọng hơn, một năm tội nhẹ. Thẩm phán Aaron Miller ra lệnh tiếp tục giam giữ Nguyễn, thay cho khoản tiền thế chân 15.000 đô la cảnh sát Isabella đã được đưa đến để điều tra một cuộc gọi khẩn cấp từ một ngôi nhà ở giải 11.000 trên đường East Beaker ở Chippewa vào lúc 3 giờ 17 phút sáng ngày Chủ nhật và thấy Nguyễn đang đứng ở làng đường phía đông của đường East Bicar, tay cầm một con dao và ra hiệu dừng lại theo bản khai của tòa. Khi cảnh sát ra lệnh cho Nguyễn bỏ con dao xuống, ông ta đã bị cáo buộc ném nó qua hàng rào và chạy vào phía bắc của đường Bitcoin đến hiên nhà của một ngôi nhà bên cạnh và trở nên hung hăng gây gỗ với cảnh sát, đá, giật máy ảnh và từ chối đặt tay sau lưng, theo hồ sơ của tòa án. Nguyễn bị cáo buộc đã nhiều lần nói với cảnh sát rằng anh ta đã bắn vợ và sử dụng cocaine trước đó. Khi khám xét nhà của ông ta, cảnh sát tìm thấy vết máu trên sàn nhà và cuối cùng tìm thấy vợ của ông ta đang trốn trong một chiếc thuyền trên khu nhà theo hồ sơ tòa án. Vợ của Nguyễn nói với cảnh sát rằng anh ta đang phát điên khi ở trong nhà, và rằng anh ta đã rạch tay cô bằng con dao lớn kiểu mã tấu trong khi cô cố gắng ngăn anh ta lại. Cô được nhập viện nhưng các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Phiên tòa điều trần kế tiếp ở tòa là ngày 25 tháng 5 với thẩm phán Sarah Spencer Noggle. Tác giả cuốn sách về nỗi đau sau khi chồng mất, bị bắt vì tội giết chồng. Một phụ nữ ở Utah từng viết sách thiếu nhi về cách vượt qua nỗi đau mất người thân, vừa bị truy tố vì đầu độc chồng đến chết, theo hồ sơ tòa án, đài ABC4 đưa tin vào ngày thứ ba, cô Corey Richards, 33 tuổi, là cư dân Commerce, bị bắt vào ngày thứ hai với cáo buộc phạm tội giết người và ba tội tàn trữ ma túy để phân phối, theo hồ sơ tòa án. Richards bị cáo buộc sát hại chồng là ông Eric Richards, 39 tuổi, vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, một ngày khi ông bất ngờ qua đời, theo cáo phó của ông. Vợ chồng cô Richins cưới nhau được 9 năm và có ba đứa con trai nhỏ. Ông Richins được tìm thấy thiệt mạng dưới chân giường vào sáng sớm ngày 4 tháng 3 năm 2022. Richins khai với cảnh sát, trước đó cô pha cho chồng ly rượu rồi đem lên phòng cho ông uống. Không lâu sau cô đưa con đi ngủ và ngủ thiếp đi. Cô khai với cảnh sát khi thức dậy khoảng 3 giờ sáng, cô thấy người ông Richins lạnh ngắt nên đã gọi 911. Theo kết quả giám nghiệm tử thi, ông Richins thiệt mạng do uống fentanyl lậu quá liều. Hàm lượng fentanyl trong cơ thể của ông cao gấp khoảng 5 lần so với liều có thể làm chết người. Sau khi có kết quả giám nghiệm tử thi, cảnh sát ra lệnh khám xét và tịch thu nhiều dụng cụ của cô Richins. Kiểm tra những dụng cụ đó, các điều tra viên đã thấy rằng cô liên lạc với bạn để mua thuốc giảm đau. Hai tuần sau đó, cô Richins yêu cầu người bạn đó mua thuốc mạnh hơn giống như loại của Michael Jackson, cô đã khai. Và cô nói chính xác rằng đó là fentanyl. Người bạn đưa cho cô 15 đến 20 viên fentanyl theo cáo trạng. Sau bữa tiệc lễ tình nhân năm ngoái, ông Richins đã nói với bạn ông rằng ông bị bệnh và nghĩ rằng cô Richins đang cố gắng đầu độc ông. Hai tuần sau, cô xin thêm fentanyl. Sáu ngày sau thì ông Richins được tìm thấy đã thiệt mạng theo hồ sơ tòa án. Vào tháng trước, Cô Richins đã lên chương trình Good Thing Utah của ABC4 để nói về cuốn sách mà cô viết nhằm giúp trẻ em vượt qua nỗi đau mất người thân. Cuốn sách với tựa đề Are You With Me được xuất bản sau khi ông Richins qua đời. Cô đề tặng cuốn sách cho ông Richins, người chồng tốt và người cha tuyệt vời. Cô cho hay cô viết cuốn sách để vơi đi nỗi đau và bày tỏ cảm xúc của gia đình. Chồng tôi bất ngờ mất năm ngoái, cả gia đình chúng tôi đều bàn hoàng, cô đã nói trên Good Thing Utah. Cô Richin sẽ ra tòa trở lại vào ngày 19 tháng 5 sắp tới. FBI bao vây nhà cựu ký giả Tim Burke, tịch thu nhiều máy móc và máy truyền thông. Các đặc vụ FBI đã thi hành lệnh khám xét vào ngày thứ hai tại nhà ở Vịnh Tampa của nghị viên hội đồng thành phố Lynn Hotuck và chồng của bà là cựu ký giả nổi tiếng Tim Burke, theo Tampa Bay Times, bảy đặc vụ đã tịch thu máy vi tính, điện thoại và nhiều dụng cụ khác, nhưng không cung cấp thêm bất cứ tin tức nào về cuộc đột kích. Ông Burke là giám đốc video của báo The Daily Beast từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, nói rằng các đặc vụ đã có mặt để đáp ứng lệnh khám xét có tên của ông trên đó. Ông nói với tờ TB Times rằng họ đã lấy những máy móc riêng tư cũng như những máy móc mà ông sử dụng cho công ty truyền thông Berg Communication của mình. Ông nói rằng ông không chắc tại sao lệnh khám xét lại được đưa ra, nhưng rằng các đặc vụ đã làm cho ngôi nhà của mình trở nên lộn xộn, làm hư hỏng tài sản, và đó là một cảm giác khủng khiếp khi bị FBI đánh thức. Các nhân viên chính phủ kiện Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Ngân khố Yellen để gây áp lực bỏ qua mức nợ công. Một nghiệp đoàn đại diện cho khoảng 75.000 nhân viên chính phủ đã khởi kiện Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Ngân phố Janet Yellen để yêu cầu chính phủ bỏ qua mức nợ công. Viện dẫn lý do giới hạn vay này là vi hiến. Hiệp hội nhân viên chính phủ quốc gia NAGE đã đệ đơn kiện lên một tòa án liên bang ở Boston vào ngày thứ Hai ngày 8 tháng 5, lập luận rằng luật giới hạn nợ được thông qua hơn một thế kỷ trước, đi ngược lại nguyên tắc phân chia quyền lực trong hiến pháp bằng cách buộc Tổng thống cắt giảm việc chi tiêu vốn đã được Quốc hội chấp thuận để ngăn chặn một vụ vỡ nợ. Từ chế nán thứ 14, trong đó có đoạn nói rằng tính hợp lệ của khoản nợ công của Hoa Kỳ sẽ không bị thách thức, đã được giải thích, có nghĩa là Tổng thống phải tìm được quỹ để chi trả cho các khoản nợ quốc gia đã phát sinh. Đơn kiện này lập luận rằng Luật giới hạn nợ làm suy yếu nghĩa vụ của Tổng thống trong việc thực hiện các nghĩa vụ nợ của quốc gia theo quy định trong tu chính án thứ 14, do đó vi phạm hiến pháp. Nghiệp đoàn này muốn luật giới hạn nợ tạm thời bị đóng băng trong khi vụ kiện được các tòa án thụ lý, một tình huống mà sẽ cho phép Bộ Ngân Khố phát hành chứng khoán, chính phủ mới và sử dụng tiền đó để giải quyết các khoản nợ hiện có. Hiện tại thì giới hạn nợ là 31,4 ngàn tỷ đô la, giới hạn này đã đạt được vào tháng 1, buộc Bộ Ngân Khố phải cần đến các biện pháp đặc biệt để tiếp tục chi trả các nghĩa vụ tài chính và tránh một vụ vỡ nợ. Tuy nhiên, không gian để tiếp tục thực hiện các hành động đặc biệt này đang dần thu hẹp. Bà Gia Lên đã cảnh báo đến ngày khi chính phủ không thể vay nợ nữa và phải dựa vào doanh thu để chi trả cho các nghĩa vụ của mình. Có thể đến sớm vào ngày 1 tháng 6, trừ phi quốc hội đồng ý nâng mức nợ công. Vụ kiện này tuyên bố rằng một khi đến ngày đó, bà Yellen sẽ phải lựa chọn nghĩa vụ liên bang nào sẽ được chi trả bằng các khoản thu thuế sắp tới. Một số nhà phân tích đã lập luận rằng chính phủ có thể ưu tiên chi trả công khố phiếu Hoa Kỳ, từ lâu được xem là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên toàn thế giới và là tài sản dự trữ quan trọng mà nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới hiện đang nắm giữ. Tuy nhiên, vụ kiện lập luận rằng hiến pháp trao quyền chi tiêu cho quốc hội và vì vậy ông Biden và bà Yellen không có quyền quyết định những khoản chi trả nào sẽ được thực hiện sau khi hết phạm vi tiếp tục sử dụng các biện pháp kế toán bất thường. Khoảng 75.000 nhân viên do nghiệp đoàn này đại diện sẽ bị mất lương hoặc bị sa thải. Nếu mức nợ công không được nâng lên và bộ ngân khố thực hiện ưu tiên chi trả nợ từ doanh thu thuế sắp tới, vụ kiện nêu rõ không có gì trong hiến pháp hoặc bất cứ quyết định tư pháp nào diễn giải hiến pháp là cho phép quốc hội để tổng thống toàn quyền thực thi quyền chi tiêu được trao cho nhánh lập pháp bằng cách hủy bỏ, tạm ngưng hoặc từ chối thực hiện việc chi tiêu đã được quốc hội phê chuẩn. Một số lượng lớn người di cư xếp hàng ở Texas trước khi Title 42 hết hiệu lực một đoạn video được quay bằng phi cơ không người lái cho thấy một dòng người ồ ạt, hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp vừa đến Brownsville, Texas. Ông Melugin Lugin đã viết, đa phần trong số họ là những người trưởng thành độc thân. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp này diễn ra chỉ vài ngày trước khi chính sách đề 142 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump được ấn định sẽ hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 5. Đề 142 trao quyền cho chính phủ Mỹ tự động trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp do đại dịch và những lo ngại về sức khỏe cộng đồng. DHS và lực lượng tuần tra cảnh báo số lượng ước tính khoảng 700.000 người di dân Mexico đã sẵn sàng đổ xô đến biên giới khi đề 142 được dỡ bỏ vào ngày 11 tháng 5. Đồng thời cho biết thêm rằng khu vực Darien Gap ở Panama đã báo cáo một mức gia tăng hơn 500% số người di cư đến Mỹ. Thư nghị sĩ Tom Cotton, đảng Cộng hòa Arkansas, gọi quyết định đưa thêm 1.500 binh lính là trò quảng bá sẽ không ngăn được khủng hoảng biên giới do chính phủ Tổng thống Joe Biden tạo ra. Tổng thống Joe Biden muốn đưa binh lính đến biên giới không phải để bảo vệ biên giới hay thực thi luật nhập cư của chúng ta mà để giải quyết cho những người nhập cư bất hợp pháp nhanh hơn. Ông đã nói. Ông Colin Rock của tờ báo Trending Politics đã viết trong một thuyết rằng. Texas đã khai triển lực lượng biên phòng chiến thuật trước khi thay 42 hết hiệu lực. Ông Rudd cho biết lực lượng vệ binh quốc gia Texas đang chuẩn bị cho những chiếc trực thăng Black Hawk và phi cơ C-130 để sẵn sàng cho một cuộc xâm lược ở biên giới phía nam đó, đồng thời cho biết thêm rằng có khoảng 15.000 người đang chờ nhập cảnh vào quốc gia này. Trong một cuộc họp vào ngày 30 tháng 4, thị trưởng của El Paso Oscar Lizer cho biết thành phố Texas hiện đang chuẩn bị cho những gì mà chúng tôi gọi là điều chưa biết. Ông cho rằng điều gây khó chịu là những người di cư bất hợp pháp nghĩ rằng họ sẽ được nhận vào Hoa Kỳ mà không cần giấy tờ sau khi Title 42 hết hiệu lực. Thật sự thì họ đã đến với một sự sai lầm rằng các biên giới sẽ mở cửa bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 và bất cứ ai đã ở Mỹ thì sẽ không bắt buộc phải có giấy tờ hợp lệ nữa. Và đó là một tuyên bố sai sự thật, ông Lizer nói. Chúng tôi không mở cửa biên giới, hôm nay các biên giới không mở và cũng sẽ không mở vào ngày 12 tháng 5. Trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói rằng, sau khi đề mục 142 hết hiệu lực, chính phủ sẽ sử dụng các tổ chức trục xuất cấp tốc theo đề mục 18 để nhanh chóng trục xuất những người nhập cư trái phép. Cựu Phó Tổng thống Mark Pence nói rằng, dân Mỹ chỉ lo kinh tế không bận tâm đến chuyện cựu Tổng thống Donald Trump và bà Jean Carroll. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông không tin rằng hầu hết người Mỹ tập trung vào phán quyết trong vụ cựu Tổng thống Trump lạm dụng tình dục bà Jean Carroll. Ông Pence nói với đài NBC News trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Ba rằng câu chuyện về việc cựu Tổng thống bị kết tội lạm dụng tình dục và phỉ bán Carroll là một sự mê hoặc lớn đối với những phương tiện truyền thông nhưng không phải hầu hết mọi người trên khắp đất nước. Đó chỉ là một ví dụ nữa vào thời điểm mà các gia đình Mỹ đang gặp khó khăn khi nền kinh tế của chúng ta đang bị tổn thương, khi thế giới dường như trở thành một nơi nguy hiểm hơn hầu như mỗi ngày. Thêm một câu chuyện nữa tập trung vào người bạn tranh cử trước đây của tôi mà tôi biết là sự mê hoặc lớn đối với các thành viên của giới truyền thông quốc gia, nhưng tôi chỉ không nghĩ rằng người dân Mỹ đang tập trung vào chuyện đó, ông đã nói. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết bà hoàn toàn ủng hộ chồng mình tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Melania Trump cho biết, việc được phục vụ dưới tư cách đệ nhất phu nhân một lần nữa sẽ là niềm vinh hạnh của bà nếu cựu tổng thống tái đắc cử. Chồng tôi đã đạt được thành công to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và ông ấy có thể dẫn dắt chúng ta tới sự phồn vinh và thịnh vượng một lần nữa. Tôi ủng hộ ông ấy và chúng tôi mong muốn đem lại niềm hy vọng cho tương lai và lãnh đạo nước Mỹ bằng tình yêu và sức mạnh bà Melania Trump đã nói, cựu tổng thống Trump đã đạo chiến dịch tranh cử cho năm 2024 từ tháng 11 năm ngoái. Không lâu sau đó, bà đã trả lời trên một trang báo rằng nhiệm kỳ thứ hai của chồng bà sẽ đưa nước Mỹ trở về với hòa bình, tình yêu và an ninh. Phát biểu của cựu đệ nhất phu nhân vào ngày 9 tháng 5, cùng ngày, bộ thẩm đoàn tuyên bố cựu tổng thống Donald Trump bồi thường cho bà Jean Carroll 5 triệu đô la vì lạm dụng tình dục và phỉ bán nhưng nhóm luật sư của cựu tổng thống đã tuyên bố sẽ kháng cáo và sẽ chiến thắng. Tucker Carlson gỡ một bức thư cho Fox News đe dọa sẽ kiện. Trước khi mở lại chương trình của mình trên Twitter, Tucker Carlson đã gửi một bức thư đến công ty cũ là Fox News rằng ông tự do ra khỏi hợp đồng và điều khoản không làm cho đài cạnh tranh vì Fox đã vi phạm hợp đồng trước theo một bài báo nơi có nguồn tin cho biết, luật sư của Carson đã gửi bức thư trước khi Carson thông báo vào ngày thứ ba rằng ông sẽ đưa một phiên bản mới của chương trình của mình lên mạng. Trên nguyên tắc, Fox được cho là có kế hoạch tiếp tục trả tiền cho Carson trong phần còn lại của hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2025, nhưng Carson cáo buộc Fox đã vi phạm hợp đồng và gian lận trong bức thư do luật sư Brian Fitman viết và yêu cầu Fox bảo toàn tất cả các tài liệu và dữ liệu hiện có liên quan đến mối liên hệ của Fox với Carson trong khi Carson xem xét hành động pháp lý kiện tụng. Carson nói các giám đốc điều hành của Fox, bao gồm cả chính ông chủ Robert Murdoch, đã thất hứa, có chủ ý và coi thường sự thật một cách liều lĩnh. Bức thư nói rằng Fox đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ tin nhắn riêng tư của Carson cho giới truyền thông hoặc sử dụng chúng để thực hiện bất cứ hành động bất lợi nào đối với carson bức thư cũng tố cáo giám đốc pr của fox là bà irena brienti người mà carson nói là đã cố gắng sa thải đã vi phạm hợp đồng khi cố gắng phá hoại làm xấu hổ và can thiệp vào triển vọng tương lai của carson bức thư đưa ra ý định trắc hậu tòa để xem hồ sơ điện thoại di động của brienti và thông tin liên lạc với tất cả các phương tiện truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn ở new york times Báo New York Times đã loan nhiều bản tin về các tin nhắn của Carson trong khi Fox sa thải Carson như People đã chỉ ra. Hãng phim Paramount Pictures sa thải 25% nhân viên. Paramount đã sa thải 25% nhân viên của các mạng truyền hình trong nước Mỹ và đóng cửa MTV News vào ngày thứ Ba khi công ty hoàn tất việc xác nhập Paramount Plus với Showtime. Chris McCarthy, Chủ tịch Kim giám đốc điều hành Showtime MTV Entertainment Studios và Paramount Media Networks đã gửi thư đến nhân viên nói rằng các nhà lãnh đạo đã làm việc để xác định điều gì tốt nhất cho nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp chúng tôi. Kết quả là chúng tôi đã đưa ra quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết là giảm khoảng 25% nhân viên trong nước Mỹ. FBI đã vô hiệu hóa mã độc của Nga chuyên ăn trộm tài liệu mật của NATO và các quốc gia khác. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã vô hiệu hóa nhu liệu độc hại được cho là Cục An ninh Liên bang Nga FSB sử dụng để ăn cắp tài liệu từ các thành viên NATO và các quốc gia khác theo một bản khai có tuyên thệ gỡ niêm phòng vào ngày thứ ba. Một đặc vụ FBI đã làm chứng tại tòa liên bang rằng FBI đã vô hiệu hóa nhu liệu mà cục tình báo Nga sử dụng trong nhiều thập niên để định tuyến những tin tức nhạy cảm thông qua các máy tính bị nhiễm ở Mỹ. Ông tuyên bố rằng những nhu liệu độc hại có tên Snake được công nhận là dụng cụ gián điệp hàng đầu của Moscow, đồng thời khẳng định rằng vụ này sẽ đặt ra những cách thức đáng kể cho Nga. Vào tháng 4, Washington đã bắt giữ lính không quân Jack Tessera vì đã làm rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Hoa Kỳ mà sau đó xuất hiện trên các kênh Telegram bằng tiếng nga. Chính phủ Úc khuyến cáo nên diệt bớt kangaroo nếu không muốn chúng chết đói. Các nhà sinh thái học cho rằng tự tay tiêu diệt kangaroo còn tốt hơn là để chúng chết đói vì thời tiết. Nếu El Nino gây ra hạn hán tại Úc, các nhà sinh thái học đã lên tiếng cảnh báo kangaroo ở Úc có thể chết với số lượng thảm khốc nếu sự sinh sôi của loài thú có túi này không được kiểm soát, đồng thời ủng hộ việc tiêu diệt chúng ở mức độ công nghiệp. Đối với người ngoại quốc, kangaroo hay chuột túi là biểu tượng thiên nhiên mà nước Úc có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng trong nước, loài động vật bản địa này gây ra một vấn đề lớn về môi trường. Kangaroo sinh sản rất nhanh, khi thức ăn gia súc dồi dào sau một mùa mưa thuận lợi, số lượng của chúng có thể tăng lên hàng chục triệu con. Nhưng theo nhà sinh thái học Catherine Moseby tại trường đại học New South Wales của Úc, chúng sẽ chết đói hàng loạt một khi hết thức ăn. Đợt hạn hán vừa qua, chúng tôi ước tính rằng 80 hoặc 90% kangaroo ở một số khu vực đã chết. Chúng chết vì không có thức ăn, chúng đã đi vào nhà vệ sinh công cộng và ăn giấy vệ sinh hoặc nằm chết đói trên đường trong khi đồng loại cố gắng đi kiếm ăn, bà đã chia sẻ. Bà nói rằng cách tốt nhất để giúp những con kangaroo thoát khỏi số phận này là bắn chết chúng và lấy thịt một cách để kiểm soát số lượng việc này giúp giảm số lượng kangaroo để khi chúng ta thật sự gặp hạn hán chúng ta không phải đối mặt với những vấn đề phúc lợi này nếu chúng ta xem kangaroo như một nguồn tài nguyên và quản lý chúng như vậy chúng ta sẽ không phải hứng chịu những cái chết thảm khốc như chúng ta đã thấy bà đã cho biết kangaroo được bảo vệ ở úc nhưng loài động vật này không có nguy cơ tuyệt chủng Điều đó có nghĩa là chúng có thể bị bắn và giết ở hầu hết các khu vực, nhưng cần phải có sự cho phép của chính phủ. Mỗi năm, có tới 5 triệu con kangaroo bị giết để lấy thịt, da của chúng làm thức ăn cho vật nuôi. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã lên án việc tiêu diệt kangaroo với mức độ thương mại cho rằng đây là một cuộc tàn sát tàn nhẫn. Họ cũng gây áp lực buộc các tập đoàn thời trang toàn cầu như Nike và Puma phải loại bỏ dần việc sử dụng da kangaroo, một người phát ngôn của Nike hồi tháng 3 cho biết công ty đã ngừng kết hợp với nhà cung cấp da kangaroo duy nhất của mình vào năm 2021 và sẽ ngưng sản xuất bất cứ sản phẩm nào bằng da kangaroo vào năm 2023. Các chính trị gia ở tiểu bang Oregon của Mỹ, nơi Nike được thành lập, đầu năm nay đã giới thiệu một dự luật qua đó sẽ cấm việc sử dụng bất cứ bộ phận nào của một con kangaroo đã chết một số người lại có quan điểm khác nhà nghiên cứu hàng đầu về quản lý kangaroo tại úc cho rằng những cố gắng chấm dứt việc giết mổ kangaroo có mục đích tốt nhưng cuối cùng lại là sai lầm họ nói việc đó là phi đạo đức nhưng để chúng chết đói cũng là phi đạo đức Bà Mosby đọc ý với quan điểm này và nói rằng việc ngừng tiêu diệt kangaroo thực sự sẽ tàn nhẫn hơn về lâu dài. Cố gắng ngăn chặn việc lấy da hoặc thịt kangaroo sẽ không đem lại bất cứ lợi ích nào. Điều đó sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Nga sắp rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí ở châu Âu. Mỹ loại bỏ kỹ thuật nhạy cảm khỏi xe tăng Abrams để gửi Ukraine. Đầu năm 2023, Tổng thống Joe Biden đồng ý gửi cho Ukraine xe thiết giáp sát thương mạnh nhất là xe tăng Abrams. Tuy nhiên, chiếc xe này sẽ không tham gia kịp cuộc phản công mùa xuân của Kiev, đó là vì những chiếc xe tăng Abrams đang được sửa đổi để loại bỏ kỹ thuật nhạy cảm nhằm loại trừ việc có thể rơi vào tay của quân đội Nga theo báo USA Today. Các quan chức và những nhà chuyên môn quân sự Mỹ cho biết, đây là một biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chính quyền Mỹ không muốn Nga khai thác kỹ thuật nhạy cảm trên xe tăng Abrams cho mục đích tình báo, như trường hợp của các loại vũ khí khác. Chính phủ Mỹ thường gửi các phiên bản rút gọn của xe tăng cho các chính phủ ở ngoại quốc. Ngũ giác đài ưu tiên dành các kỹ thuật cao nhất cho quân đội của Mỹ. Xe tăng Abrams nặng 70 tấn, rất mạnh, nhanh và được bọc thép dày. Abrams được chế tạo trong chiến tranh lạnh và là những chiếc xe tăng đầu tiên giao cho quân đội Mỹ vào năm 1980. Chúng tham chiến lần đầu tiên vào năm 1991 trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq. Đối với cuộc chiến Ukraine, những chiếc xe tăng được sơn màu xanh lục, một sự thay đổi so với màu rám nắng quen thuộc sau nhiều thập niên tham chiến ở Trung Đông. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, việc Nga rút khỏi hiệp ước CFE coi như đã xong, và dự thảo luật cho việc này được công bố sớm nhất trong tuần. Ký vào năm 1990, CFE là giải pháp giảm căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Warsaw và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là NATO. CFE đặt ra một số giới hạn cho việc khai triển vũ khí thông thường trên lục địa châu Âu. Ngoài ra, Hiệp ước này cũng đòi hỏi cho bên ký tham gia có một số điều kiện minh bạch. Tuy nhiên, Nga cho rằng NATO liên tục vi phạm Hiệp ước. Năm 2007, Moscow đã ngưng một phần của CFE. Đến năm 2015, họ lại rút khỏi các quy định trong CFE. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO trong thời gian gần đây, Moscow đã có ý định chính thức rút khỏi CFE. Vào ngày 10 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryakov được bổ nhiệm giám sát quá trình rút khỏi CFE. Theo đài Reuters, ông Ryakov sẽ đại diện cho chính phủ về dự thảo luật rút khỏi CFE tại cả hai viện quốc hội. Nói cách khác, Tổng thống Putin đã chọn xong người giám sát thủ tục. Rút khỏi hiệp ước trên. Việc Nga rút khỏi CFI tiếp tục đào sâu căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Hành động này cũng góp phần gia tăng lo ngại về an ninh ở châu Âu. Áo cấm các công chức cài TikTok trên các điện thoại làm việc. Theo hãng tin Reuters, Áo sẽ gia nhập danh sách các quốc gia cấm công chức cài đặt ứng dụng TikTok trên điện thoại để làm việc. Vào ngày 10 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Áo, Gerhard Connor cho biết những công nhân viên chức không được phép cài TikTok trên điện thoại sử dụng cho mục đích công việc của mình, TikTok sẽ bị cấm trên điện thoại làm việc. Ông Corner đã nói về báo giới trước cuộc họp nội các hàng tuần, khi được hỏi liệu nhân viên chính phủ có thể tiếp tục sử dụng TikTok hay không, ông xác nhận họ vẫn có thể dùng ứng dụng này trên điện thoại riêng nằm ngoài mạng lưới công việc trong chính quyền. Trước áo anh Mỹ và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã cấm cửa TikTok vì lo ngại về mối an ninh. TikTok là ứng dụng chia sẻ video thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ của Trung Quốc. Nhiều quốc gia đang chú ý tới TikTok vì lo ngại Bắc Kinh có thể thu thập dữ liệu người sử dụng thông qua ứng dụng này, từ đó thực hiện các kế hoạch riêng của mình. TikTok đã phủ nhận với các nghi vấn trên. Vào ngày 25 tháng 3, các nghị sĩ Mỹ đã chất vấn giám đốc điều hành TikTok, Châu Thủ Tư trong gần 6 tiếng đồng hồ. Tại phiên điều trần, ông Châu đã dành phần lớn thời gian để cố gắng bác bỏ cáo buộc TikTok hoặc công ty mẹ Biden là dụng cụ của chính quyền Trung Quốc. Ông Châu nói với Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Hoa Kỳ rằng TikTok ưu tiên sự an toàn của người sử dụng trẻ và phủ nhận TikTok gây rủi ro an ninh cho quốc gia Mỹ. Tin Việt Nam, vụ gì ghẻ đánh chết con chồng 8 tuổi, người cha thoát tội giết con. Sau 12 ngày nghị án vào ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Sài Gòn đã tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột đánh đến mất mạng. Theo hội đồng xét xử, căn cứ kết luận giám định pháp y và các bằng chứng của vụ án cho thấy không có căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha ruột của nạn nhân Nguyễn Thái Vân An là đồng phạm giết người với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi. Do đó hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội hành hại người khác và che giấu tội phạm. Một bài báo đã cho hay theo giám định pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết của bé Vân An là những tổn thương do bị cáo Trang đánh bé vào ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 trong thời gian trên dì ghẻ trang đã liên tục đánh bé an trong tình trạng không mặc quần áo suốt nhiều tiếng bằng cây gỗ đá đạp vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến cho nạn nhân chết trước khi đưa cấp cứu thời điểm này thì bị cáo thái đang đi làm nhìn qua camera thấy nguyễn võ quỳnh trang đánh con nên đã gọi điện thoại nhà và nói là không được đánh nữa điều này thể hiện rằng thái không muốn hậu quả xảy ra do đó tòa áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo không có căn cứ xác định cho bị cáo có vai trò đồng phạm với Trang về tội giết người. Hội đồng xét xử nêu quan điểm và bác đơn kháng cáo của luật sư. Đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo này rút kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện. Tòa giữ nguyên mức án tử hình với cáo buộc phạm tội một cách giả mang với người dưới 16 tuổi một cách liên tiếp kéo dài trong nhiều giờ, nhiều ngày. Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần thấy Trang đánh đập con mình nhưng không can ngăn mà còn cùng người tình đánh và chửi bới nạn nhân khi cháu bé bất tỉnh phải đi cấp cứu. Thái được cho là đã tìm cách bao che cho Trang bằng cách xóa tất cả dữ liệu trong camera kiểm tra an ninh. Công luận cho rằng cần gia tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái vì người này đồng loại giết người. Dư luận cũng nói rằng trong lời nói cuối cùng của Nguyễn Kim Trung Thái, thì anh ta không hề nhắc gì về đứa con của mình mà anh ta chỉ cầu xin để được giảm án cho mình và xin lỗi gia đình của anh ta mà thôi. Tòa án ấn định lịch xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trong tháng 6. Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6 sắp tới. Vào ngày 10 tháng 5, tòa án nhân dân của thành phố đã ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đó thì phiên xử đầu tiên được ấn định vào ngày 1 tháng 6 và sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Hội đồng xét xử cũng cho biết đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng là chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh là nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh là ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàng Ni là nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiển là nhà báo và bà Trần Thị Thủy Tiên là ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giào, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai em Hồng Loan Bảo Lộc. Chị xin hai em vui lòng nhắn tin tìm anh Văn Quốc Đống trước kia làm kế toán trưởng trong công ty thương nghiệp Vũng Tàu. Anh đã qua Mỹ năm 1978, hiện nay anh đang ở đâu? Các em Trần Ngọc Linh, Lê Thị Hương, Văn Thị Hai, Võ Thị Thu Cúc rất mong tin anh. Nếu anh nhận được tin nhắn này, anh có thể liên lạc với em Võ Thị Thu Cúc ở số điện thoại 408 892 8674 hoặc địa chỉ email là selinvoti.gmail.com Chị cảm ơn hai em, chúc hai em cùng gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chị. Dạ, Hồng Loan xin được nhắc lại, số điện thoại của chị Võ Thị Thu Cúc là 408-892-8674 và địa chỉ email của chị là selinvoti.gmail.com Chị xin chào hai em Hồng Loan Bảo Lộc, chị nhờ hai em tìm giúp một người bạn của chị là Phan Thị Kim Hà đang ở California, Lê Thủy Tiên tìm bạn Phan Thị Kim Hà, có hai người chị tên là Loan và Hoa. Nếu Hà nhận được tin này thì gọi cho Tiên, số điện thoại của Tiên là 747-219-5649 hoặc là email tiên 29555 com Cảm ơn hai em rất nhiều. Hồng Loan xin được nhắc lại, số điện thoại của chị Tiên là 747-219-5649. Và địa chỉ email là tiên29555 at yahoo.com Lăng lọc rất mong quý vị chia sẻ dùm cho Lăng lọc hai lá thư ngày hôm nay nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Rồi, hey, chiều ngày thứ tư. Kể chuyện vui. Kể chuyện vui nữa ha <laughs> Nhưng mà theo level nha, ừ. giống như ăn cấp độ cay, mức độ đó, từ 1 đến 10 chẳng hạn. Thì tùy hỷ đi, hên xui đi. Bữa thì cấp độ 1, bữa thì cấp độ 10 ha. <laughs> Có cấp độ 10 hả lộc <laughs> hy <Hi> vọng <laughs> rồi kể đi chuyện kinh dị chút xíu trời ơi, ghê. ừ. có hai con ma ngồi đổ đát với nhau ủa sao anh chết vậy tôi hả tôi bệnh già chết thôi còn ông thì tôi cũng như ông vậy thôi hai con ma đang nói chuyện với nhau thì nhìn qua thấy một bộ xương tả tơi đang đi liễn xiển liễn xiển ngoài đường thì những con ma mới hỏi trời ơi con ông Ông làm gì mà chết mà thê thảm dữ vậy? Chết cái gì mà đâu mà chết? Tôi mới gì trong nhà tôi đi ra. Cho đó coi. Từ trong nhà đi ra mà 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 sao mà mà tôi tả te tu như vậy? Thì đi nhậu về rồi vợ nắm đầu quýnh. Vợ nắm đầu quýnh. mà mấy mấy người mà, mà nhìn tưởng đồng nghiệp. <laughs> Thì ghê Vợ quính mà te tua tơi tả thì ghê vậy đó Thì đó Te tua tơi tả luôn Cái này Không phải bên Mỹ nha quý vị <cười> <cười> Bên Mỹ là Nai one one Ok ngày nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quên khoe cái tóc nữa